Em xin chào các bác nhé. Trong phiên lần này thì em có một số phần lan chia sẻ cho các bác mua về giống trè hoa nhé. Các bác đặt hàng thì vui lòng liên hệ các số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc nhắn tin qua Zalo để đặt hàng số điện thoại này nhé. Hôm nay thì em có các loại kiếm và thanh đạn. Nói chung là những cái dòng lan nó độc lạ, ít người biết đến mà hoa thì cũng to và đẹp nhé. Hôm nay thì có ít hình thôi, mùa này mùa nắng nóng mà nên em cũng không dám lấy nhiều lan về, không bán hết thì nó hỏng phí ra, thì nhập tí về thôi. Các bác nào có nhu cầu nhiều đặt hàng trước thì em sẽ lấy cho. Đây, đây là kia hình bông hoa kiếm lá giáo nhé các bác nhé. Kiếm lá giáo này không phải là hoa màu trắng đâu mà nó hơi phớt hồng một chút, phớt hồng tím ấy. Trước đợt trước là em cũng có chia sẻ các bác cái lan kiếm lá giáo rồi, nhưng lần này thì em lấy một ít về để chia sẻ thêm cho các bác này. Đây là cái mặt hoa lan kiếm lá giáo này ra lở tại cái chậu của em, cái chậu trồng theo kiểu nông dân thôi. Đây, nó là một cái xô mà em tận dụng em trồng, mà cái cây này nó cũng dễ sống, nhìn nó mọc tua tủa này. Đây, kiếm lá giáo đây mọc hoa rất là dày nha các bác nhá. Đây này, hoa to như mặc xuân luôn đấy, không khác gì mặc xuân đâu. Đây, hoa rất là dày và cần hoa thì dài khoảng 30 cm nha các bác nhé. Đây, một chậu như này. Như năm ngoái thì lực cây nó khỏe hơn, năm nay thì em đi vắng xong rồi nhiều lúc mà em không tưới nước đều ấy, nên ra là nó cây nó hơi yếu. Đấy, năm ngoái nó đậu quả hết này các bác này. Đây, đây những bông hoa kiếm lá giáo đây các bác xem. Bác nào thích cái dòng địa lan thì chơi cái dòng này rất là hay này, kiếm lá giáo này. Đấy, thì nó giống như bông mặc ấy, nhưng mà nó không được bầu cho lắm. Đấy, hoa rất đẹp, em thấy nó hơi hao hao kiểu xích ngọc. Đây, mỗi phần kiếm lá giáo này em để với giá là 140k. Đấy, hình số 1 này, kiếm lá giáo này. Đấy, đây này, dễ riết lon cho các bác luôn này. Đấy, dễ lon và mầm nhá. Đấy, tàn cây xanh tươi luôn cho các bác. Đây này, đây, đây có một cái con ốc này em phải tiêu diệt nó. Đấy, lấy vào rừng và nhổ còn tươi và dễ mà giữ được như này. Đấy, lá xanh tươi nha các bác nhá. Mỗi hình thì có 140 đây. Hình số 1 này các bác, chậu to kiếm lá giáo. Các bác trồng hết như này thì nó còn to hơn cái chậu của em ấy. Tại vì những cây này là cây to mà. Cây của em là cây nhỏ ngày trước rồi. Lấy về chia sẻ không chia sẻ được thì em trồng thì nó được dày như thế. Đấy, đây mầm miếc có hết cho các bác nhé. Đây, mầm rễ này. Đấy, rất đẹp. Cây này thì các bác trồng bằng đá thấm thủy cũng được, hoặc là đất trồng vỏ thông trộn với các giá thể đá ấy. Đấy, đất này đấy, trồng như trồng địa lan thôi. Đấy, hình số 1 140.000, hình số 2 cũng 140.000, kiếm lá giáo nhé. Đấy, đây rễ lon các thứ em sẽ đóng hàng cẩn thận cho các bác để giữ cái bộ rễ lon này là các bác trồng ok luôn. Đấy, căn bản là cái bộ gốc nó phải khỏe thì cây nó mới có lực lên được các bác ạ. Đấy, đây này, giá khủng khiếp luôn này. Đấy, hình số 2 140.000. đấy, đấy hoa, mặt hoa như vừa nãy em cho các bác xem đấy. Sang hình số 3, có mỗi hai hình thôi. Hình số 3 thì hôm nay em về được một ít kiếm bích thủy nhá. Đấy, về kiếm bích thủy thì đây là mặt hoa của kiếm bích thủy này, các bác nào mà chưa có thì các bác mua về sưu tập nhá. Đây này, mặt hoa kiếm bích thủy lở tại vườn nhà em thì hoa nó biến thiên từ màu xanh ngọc đến màu nâu đỏ rồi là màu vàng đỏ. Đấy, nói chung là cái này là nó nhiều màu hoa lắm. Đấy, mỗi phần này thì em vẫn để như lần trước thôi, 200.000 phần. Đấy, có mầm nhé cho các bác rồi, mầm gốc các thứ đầy đủ nhá. Về các bác trồng này, chăm là sống rồi, tưới là sống rồi. Cái này nó dễ sống lắm, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được nhé. Hình số 3 200.000, hình số 4 cũng 200.000 nhá. Đấy, kiếm bích thủy. Đấy, kiếm bích thủy lên đây. Đấy, đây cái cụm này. Đấy, đấy, hình số 4 200.000. sang hình số 5 thì em sang lan thanh đạm kế lộc nhá. Đây là em cho các bác xem luôn hoa của thanh đạm kế lộc này. Đấy, thanh đạm kế lộc hoa như này đây. Đấy, trắng phau như này này, trắng phau như này các bác này. Đấy, đây hoa trắng phau như này. Em lấy ở rừng về thì nó hơi bị
héo héo một chút thôi, nhưng thực ra hoa rất là đẹp, nó dày sai hoa như này này đấy, thanh đạm kế lộc ấy. Đây còn lụ hoa này đấy. Thì mỗi phần thanh đạm kế lộc em để với giá 80.000 thôi. Các bác có một loại lan độc lạ để chơi nhá. Đấy, có một số cái thì nó chuẩn bị ra hoa, nhưng mà mùa này là mùa cuối của lan thanh đạm kế lộc rồi. Đây những củ rất là dày và mập nhá. Đấy, một hình 80.000, hình số 5 80.000, hình số 6 cũng 80.000 nhá, hình số 6 80.000 thanh đạm kế lộc. Đấy, đây củ nhìn rất là mập cây và đẹp như này nhá các bác nhá. Đây này, rất là xinh này. Đấy, nhìn thấy chưa? Và hình số 6 80.000, sang hình số 7 cũng 80.000 nhá. Đấy, hình số 7 80.000. Đấy. Đây ạ. Củ rất là xanh đẹp. Chỉ bán hàng đẹp cho các bác thôi, còn cái hàng sida hỏng hỏng thì em trồng, bao giờ cây ngon em lại xuất cho các bác về sưu tầm. Đấy. Một hình 80.000, hình số 7 80.000. Đấy. Củ rất đẹp, tròn đẹp. Sang hình số 8 thì em có mỗi một củ hạc đỉnh vàng thôi. Củ này em bán 140 nhá. Củ này to, rất là to nhá, đủ một chậu to đấy các bác ạ. Hình số 8 140. Hôm nay thì em có từng đấy phần lan thôi. Các bác mua gì ủng hộ em nhé. Em chân thành cảm ơn các bác ạ. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.